Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Chào mừng quý khách đã đến với trại gà Võ Đường Ngọc Hòa. Đây là video mà chúng tôi quay lại thành quả của một năm 2023 của chúng tôi. Rất nhiều cái kỷ niệm đẹp, rất nhiều thành tích, rất nhiều cái điều thú vị trong cái video này. Quý vị và các bạn cùng xem nhé. Xin mời quý vị và các bạn ạ. Đây là trang trại của chúng tôi đã hoàn thành được 3 dãy chuồng. Còn đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã làm hoàn thành xong 5 dãy chuồng và nuôi được rất là nhiều gà cung cấp khắp cả nước. Chủ yếu là khách quen, những người đã tín nhiệm lâu năm thì người ta tin tưởng, người ta mua. Đấy. Chân và cái thành tích mà năm nay thì ngoài cái việc nuôi gà thì chúng tôi cũng nuôi thành công ngỗng, nở khá là nhiều. Trong trang trại thì có rất nhiều các loại chim đến ở, rồi ếch, rồi kỳ nhông, rồi ong, đấy, rồi nhiều cái thứ khác nữa. Và đặc biệt nữa là trong năm nay thì chúng tôi đã đăng ký bảo hộ thương hiệu thành công cho nhiều cái tên tuổi, nhiều kênh YouTube. Đấy, và thu hoạch rất nhiều cái loại trái cây. Ví dụ như là sầu riêng này. Đây, chúng ta thấy đây là cái cảnh mà chúng tôi quay tóm tắt. Đây là bắt cá ở dưới ao lên để xem cho nó vui. À, đây là dế quý vị, quay về dế mẹ, nhà rất là thú vị. À, chúng tôi phóng sinh mấy con, mười mấy con chim mà trước đây chúng tôi nuôi, là bây giờ nghiên cứu về Phật pháp biết được là không nên nuôi nhốt nên chúng tôi thả hết rồi. Đấy. Dần dần thì chúng tôi sẽ quay các loại trái cây cho quý vị các bạn xem, như là chôm chôm, rồi là quýt, bưởi, chuối. Nói chung là trong trang trại rất là nhiều, đây là chim nó đến nó ở, quý vị thấy nó đẻ trứng rất là nhiều luôn. Đây là ong, nhìn rất là ngon và hấp dẫn ạ. Ong thì ong mật đấy, bạn đã có thích không? Dạ có. Hồi còn nhỏ là bạn không, bạn thấy ong mà bạn sợ, bạn không ăn. Đấy. Chuối siêu sạch nha quý vị. Đây là mấy con kỳ nhông. Độc thì quyền trong trí tuệ. Bây giờ thầy đã đăng ký xong cả nhà, hôm nay thép ghé thép xin thầy là đem cái này về để phê với tất cả quý khán giả trên kênh của thép. Chứng nhận thương hiệu, người ta hay gọi là thương hiệu nhưng mà cái từ mà cục sở hữu trí tuệ người ta ghi là nhãn hiệu. Dạ vâng. À, nhưng mà thương hiệu thực ra những cái người mà làm kinh doanh á, thì nếu mà người ta hiểu được thì người ta lấy được cái này người ta mừng lắm này. Mừng kinh khủng. Dạ, nhưng mà người ta không hiểu thì người ta không mừng, nhưng mà em biết đây là chúng tôi đã năm nay thì bảo hộ thành công cho nhiều thương hiệu nhãn hiệu mà trong video này chưa quay hết được, dần dần chúng tôi sẽ quay. Hiện tại thì mới quay trao cho Phan Đình Huy chủ kênh Cú Đấm Thép và Nguyễn Văn Quế chủ kênh Quế Nghịch TV, cả hai kênh này đều trên 1 triệu người đăng ký cả rồi. Đấy là những cái điều rất là vui, vui đối với chính những chủ kênh và vui với chúng tôi khi mà bảo hộ thành công được cho họ, cho các em ấy. Còn đây là gà mà đã được chúng tôi nhân giống và nuôi rất là thành công ở khu vực này. Khu vực này thì nuôi gà rất là tuyệt vời ở chỗ là cỏ rất là nhiều. Nuôi gà thì cần nhất là cỏ. Đây là nuôi ít mấy con bồ câu cho vui thôi quý vị. Ngỗng. Ngỗng to, ngỗng nhỏ, ngỗng con. Đây là cái cảnh mà ngỗng con. Gà diện tích trang trại rộng thì rất là thoải mái. Tha hồ, chạy tung tăng. Khi mà chúng ta nuôi mà gà mà chúng ta không có phun thuốc sâu á, thì gà nó ăn cỏ rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta nuôi gà mà chúng ta phun các loại thuốc sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm các thứ thì nó rất là độc hại cho chính con gà. Và chúng ta ăn thịt, ăn trứng của nó cũng không có tốt. Ong thì năm nay chúng tôi cũng bắt được khá nhiều ong mật. Còn ong vò vẽ thì lần đầu tiên tôi thấy một cái tổ ong vò vẽ mà nó to kinh khủng như thế này. Nhìn thấy mà... Mọi người là đều sợ á. Nói chung không ai dám đến gần luôn á. Nhưng mà mình... Năm mình đã chuẩn bị một số đồ định bắt, nhưng mà sau đó mình nghĩ là năm ngoái mình bắt một tổ ong trong mình cảm thấy ân hận vì sau khi mà nghiên cứu về Phật pháp cho nên thôi mình quyết định mình không bắt.
Không bắt thì mọi người sợ, nhưng mà bắt thì mình lại sát sinh nhiều quá, cho nên mình không bắt. Ếch, con ếch này rất to luôn quý vị. Đây quay này có thể mọi người không cảm nhận được, nhưng mà thực tế là nó rất là to. Bởi vì mình không bắt ấy, cho nên là năm ngoái nó đã to rồi, đến bây giờ nó thành ra 2 năm cho nên nó to lắm. Trong này chúng tôi có quay 2 con, thì một con nữa là nó nhỏ hơn con này rất là nhiều. Thì lát nữa chúng ta nhìn cái con kia chúng ta sẽ biết, chúng ta sẽ cảm nhận được là cái con này nó to như thế nào. Ôi, nó nhảy rồi. Nói chung là có, nó phát hiện ra mình là nó nhảy. Nhìn rất là thanh bình nha quý vị. Chúng ta mà có những cái không gian như thế này ấy, thì gà nó sẽ không bao giờ bị thiếu cỏ. Ngoài ra nó có thể kiếm được giun, dế, châu chấu, thứ nó ăn. Thì con gà nó sẽ phát triển tốt hơn. Đây là ong mà chúng tôi đưa về cho nó ở. Cái ong này thì nó không có ở, ong ruồi này nó không có ở lâu dài đâu, mà chúng tôi để cho nó ở để cho con của nó nở ra hết để nó bay đi ấy. Còn ong này là ông ở ngoài quê tôi gọi là ông chè ré, còn trong này người ta gọi là ông gì ta, ông thế, không, ông ruồi là ông này này. Cái ông thế đấy thì nó rất là hung hăng, khi mà nó tấn công là nhiều người phải nhập viện. Còn ông ruồi thì không nghĩa lý gì, ông ruồi thì nó cắn chả vấn đề gì cả. Lúc nãy đang nói về gà thì có rất nhiều anh chị em cứ khen gà của mình nuôi đẹp, mà cách nuôi như nào để gà khỏe mạnh, nhanh lớn, nó ít bệnh tật. Tuy nhiên cũng có người chê gà nuôi không đẹp, thì mình phải nói như thế này. Những cái con gà đẹp á, thì hầu hết là khách người ta mua hết. Thế còn con nào không đẹp thì chúng tôi không dám bán cho khách, cho nên là có những con nó không đẹp là chuyện đương nhiên. Cái thứ hai nữa là có những cái con mà nó đang thay lông á, thì nó cũng sẽ không đẹp. Mấy cái gà này thì nó lúc nhỏ nó trọc lóc như vậy, cho nên là những người mà không quen thì cảm thấy không đẹp là chuyện bình thường. Đấy, những con đẹp thì khách người ta mình để cho khách ấy. Còn con không đẹp thì mình để lại đấy. Dạ đúng rồi ạ. Gà mà trong giai đoạn lúc thay lông nhìn rất là xấu nha quý vị. Chúng tôi trồng sầu riêng không phun bất kỳ loại thuốc gì, cho nên là ăn nó rất là ngon. Nó giòn, nó dai, chứ nó không bấy như sầu riêng của họ. Màu nó vàng ươm, chúng ta thấy màu nó rất là hấp dẫn. Ngon lắm quý vị. Ăn một lần là nghiện luôn. Nhiều người cứ bảo tại sao sầu riêng nó lại có mùi thối là bởi vì họ để cho chín quá, hoặc là nó dùng họ dùng hóa chất. Còn sầu riêng tôi thực sự nó thơm, nó mùi nó hấp dẫn lắm, nó thơm nhưng không có chuyện thối như một số người nói đâu. Mà sầu riêng thì người ta sử dụng thuốc rất là nhiều. Còn gà thì chúng ta thấy là khi mà chúng tôi cho ra đây ấy, là để quay cho mọi người xem cho hấp dẫn. Đấy, chúng ta thấy chim cứ một lúc lại thấy các tổ chim làm ổ. Cái tổ chim nó làm khiếp không? Chênh vênh như kiểu sắp rơi, thế mà nó vẫn ở được. Đất lành chim đậu. Mà cái chim này nó hay lắm nhá. Nó đây như chúng ta thấy con ếch này này. Nó nhỏ hơn cái con kia rất là nhiều. Đó. Nó không có to, đồ sộ. Đây là một số cá mà chúng tôi bắt ở ao lên. Có một con cá lóc to nhất là hơn 1 kg. Còn mấy con nhỏ nhỏ thì không cân. Chắc là chỉ được 5-6 lạng gì đấy. Còn con đấy, con đấy to lắm. Nó to đùng luôn. Nhưng mà quay này thì nhìn cảm thấy nó bình thường, nhưng mà thực sự là con đấy rất to. Cá lóc thì phải bắt bớt đi, vì để nó ăn hết những cái cá khác ấy, cho nên phải bắt bớt nó đi thôi. Cá lóc này, cá lóc đồng tự nó vào ao nhà mình là giống như kiểu mà thiên nhiên hoang dã. Ui, con bọ cạp. Đây, con bọ cạp đây. Sợ không? À, bạn có sợ không? Nhà cũng... Ui, nó cắn đau lắm. Chắc chưa được cắn nhỉ? Nguy hiểm. Nó cắn đau lắm. Đây là bồ câu. Nó... Cứ tầm này thì mẹ nó lại đẻ tiếp, ấp tiếp rồi. Đấy, 2 trứng nữa rồi quý vị. Bồ câu nó đẻ liên tục. Đây, con này rất là đẹp. Mình vừa search trên mạng thì thấy họ ghi đây là một cái giống... mới trong khoa học, có nghĩa là nó có lâu rồi nhưng mà chắc khoa học người ta không phát hiện ra hay sao không biết nữa. Kỳ nhông này nhìn nó rất là đẹp. Như đeo mặt lạ nhỉ. Nó vào trong Nam miền Trung và trong miền Nam mình mới nhìn thấy, còn ngoài quê mình là không bao giờ nhìn thấy nó luôn. Đây là khung cảnh cánh đồng ở phía trước trang trại của mình. Rất là đẹp. Ôi, 4 con ngỗng. Ngỗng nở dần thì chúng tôi đưa nó lên. Đây. Hai con chim này rất thú vị ở chỗ là nó mẹ nó đẻ ở ngoài chỗ bãi cháy ấy, nên là chỗ đấy người ta đốt.
Để người ta trồng keo người ta đốt rồi mà nó để giữa nắng nóng kinh khủng luôn mùa hè mà nó vẫn sống được, vẫn nở được cả hai con, tài thật. Con này là con gì ạ? Con tắc kè đây. Con tắc kè tự đến nhà mình mà lần đầu tiên mình phát hiện nó là ban đêm nó cứ đập bộp 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 ra mình xem thì nó bắt được con rết. Đấy, ngỗng. Đấy, ngỗng bây giờ nhiều vui lắm. Con tắc kè này hôm nào mình quay lại cho quý vị các bạn xem, bây giờ nó không hiểu sao nó thân thiện lắm. Trước đây mình nuôi một số con ở dưới biệt thự thì nó nhát kinh khủng, mấy con này nó, cái con tắc kè này nó tự đến nó ở thì nó rất thân thiện. Ký ức tuổi thơ. Trước rủ anh lên để anh đi bắt mà anh đấy, lên ban đêm thì nghe nó gáy vui, hiểu không? Đấy, bắt ít con vui chơi giải trí. Tuổi thơ là cứ cầm một chai nước xong rồi đổ vào cái hang của nó, đầy nước là nó sẽ tự nó chui lên. Chúng ta nhìn gần, chúng ta cận cảnh, chúng ta nhìn thấy rất thú vị này. Đó. Con này cũng to. Nó rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cảnh tôi vào hang. Quay lúc khoảng 8 giờ tối. Sau đấy, nó biết mình đến là nó dừng gáy và nó chạy vào trong. Cái con này nhìn vậy nhưng mà nó nhanh lắm quý vị, không bao giờ chúng ta bắt được nó đâu. Vồ nó bắt được, còn nhái nhiếc mà bắt nó là nó đá chết vì nó chạy đầu vào trước, cái chân, hai chân phía sau nó đá đau lắm. Đây chúng tôi phóng sinh một số em sáo, hai con này là được phóng sinh hơn một năm rồi nhưng nó vẫn về. Đây là cảnh mà hồi mới phóng sinh ấy, thì nó thân thiện vậy thôi, còn bây giờ về nó nhát lắm. Bây giờ nó vẫn về nhưng mà nó thấy mình là nó bay liền. Còn hồi trước là mình gọi nó vẫn xuống, rồi nó vẫn xuống, rồi nó ăn cơm, rồi ăn cám, nó vẫn xuống, còn bây giờ nó không xuống. Bây giờ nó chỉ rình rình mò, lúc nào mà mình không thấy người thì nó chạy xuống, nó ăn đồ của gà xong nó bay lên liền. Nói chung bây giờ nó vẫn về theo kiểu bản năng, nó nhớ nhà nó về vậy thôi, chứ nó bây giờ đẹp nó chưa? Như kiểu chim hoang dã rồi, nó rất là sợ người. Cá rô phi, to kinh khủng. Không biết là dưới ao nhiều cá lóc quá hay sao nhưng nó ăn hết cá rô phi. Cá rô phi thấy ít lắm. Các loại chuối. Chuối thì theo mình nghĩ là chuối này trồng hiệu quả nhất này. Chuối bù hương này này. Còn cái chuối mốc này là phải đất phải tốt chứ nếu không là quả nó bé tí. Hai bạn này. Hai màu. Hai con này không biết là có phải một được một cái không mà như kiểu đang tán tỉnh nhau nhìn buồn cười lắm. Này, màu, nói chuyện. Màu rất là đẹp, công nhận. Ngoài quê mình không bao giờ nhìn thấy con này, chỉ có trong miền Nam và Nam miền Trung mới có thôi, chứ ngoài Bắc miền Trung mà chưa bao giờ mình nhìn thấy. Đang đấy, nói chuyện với nhau màu xanh. Không, nó màu như vậy không phải đổi màu đâu. Đẹp, một con màu đầu xanh mà người nó lại vàng hơn. Này, con bên này người vàng hơn con bên kia, thấy không? Yeah. Đấy, mèo. Đây là mèo thì buổi tối nào cũng đi gọi là đi làm vệ sĩ canh gác trại. Đây là đây là con ve sầu. Một số con ve sầu thi thoảng nó bay vào quay lại cho vui. Cái wow. Cái quả này trồng cho gà ăn rất tốt quý vị này, ăn nó nghiện luôn á, nó thích lắm, gà mới ngỗng thì nó rất là thích. Chúng tôi vừa rồi mới mua thêm cây để trồng nữa, nó nhiều quả lắm. Đây là chúng tôi đang triển khai trồng sầu riêng. Bón phân hữu cơ, chăm sóc rất là chu đáo và thấy nó phát triển rất là tốt. Làm đúng quy trình. Làm cẩn thận lắm. Nói chung cứ trồng cao hơn mặt đất để khỏi nó bị nấm gốc. Anh chị em nào trồng sau và nên lưu ý như thế. Trồng cao hơn mặt đất. Đây một tổ chim nữa quý vị. Đấy. Mà cái chim này nó nhanh biết bay lắm. Nó nở khoảng 7 ngày là nó bay được. Ồ, nhanh vậy à? Ừ, nó nhanh lắm. Nhiều khi quên cái là nó bay mất rồi. Tầm này lên mình nhẹ nhẹ, mình đụng vào nó giật mình, nó vẫn bay được rồi này. Đọc quyền theo trí tuệ. Bây giờ thầy đã đăng ký xong cả nhà. Hôm nay thép ghé thép xin thầy là đem cái này về để phê với tất cả quý khán giả trên kênh của thép. Dạ. Cái này rất là vui bởi vì là nhiều cái thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam nhưng mà bị nước ngoài đăng ký mất. Như chúng ta đã biết là nước mắm Phú Quốc chẳng hạn. Đấy, hoặc là cà phê Buôn Mê Thuột cũng bị Trung Quốc đăng ký. Nước mắm Phú Quốc ở Mỹ đăng ký. Dạ. Không biết là sau này người ta đã lấy lại được chưa thì mình không để ý. Chúng ta search trên Google thì biết. Thì cái này là trao cho Phan Đình Huy. Đây là Phan Đình Huy, chủ kênh Cú Đấm Thép. Dạ. Thì
cái này là tên cú đấm thép. Chúng tôi bảo hộ thành hai cái nhãn hiệu khác nhau để mà khi muốn sử dụng cái nào cũng được, muốn kết hợp cũng được, mà muốn tách cũng được. Đấy, cú đấm thép là một cái nhãn hiệu riêng. Yeah. Thì Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp đây rồi. Đấy, người ta ký và đóng dấu ở đây rồi. Yeah. Còn cái này là cũng trao cho Phan Đình Huy. Và ủa thầy, cho em hỏi cái này là nội dung khác, không bảo hộ riêng TV là sao thầy? Có nghĩa là sẽ bảo hộ tổng thể cú đấm thép TV hoặc cú đấm thép, chứ không bảo vệ riêng cái từ TV, vì từ đó ai cũng dùng được. Cái này họ đấy là nó nổi lên đẹp vậy hả? Cái này là họ gắn tem. Bây giờ nhận cái thương hiệu của cháu luôn đúng không? Dạ vâng. À đây ạ, à, chúng để ở trong này. Cháu chờ đợi vào 2 năm rưỡi chú nhỉ? Hay là gần 2 năm rưỡi đấy? Nói chung là hơn 2 năm mình không... Có lúc cháu quên đi rồi đấy. Sau chú bất chợt nhắn tin đến cho cháu mà cháu ngỡ ngàng luôn. Đây là bản gốc của cái chứng nhận thương hiệu. Người ta hay gọi là thương hiệu nhưng mà cái từ mà Cục Sở hữu trí tuệ người ta ghi là nhãn hiệu. Dạ vâng ạ. Nhưng mà thương hiệu, thực ra những cái người mà làm kinh doanh á, thì nếu mà người ta hiểu được thì người ta lấy được cái này người ta mừng lắm này, mừng kinh khủng. Dạ nhưng vâng. Mà người ta không hiểu thì người ta không mừng. Nhưng mà em biết như kiểu là cháu Trung xin. Nguyên còn bị nó đăng ký mất này, rồi cà phê Buôn Mê Thuột bị một cái doanh nghiệp của Trung Quốc đăng ký mất này. Dạ rồi vâng. Nước mắm Phú Quốc là bị một doanh nghiệp của Mỹ đăng ký mất này. Dạ đó vâng. Mà cái này search trên Google có hết. Còn phở Việt Nam thì không biết là đơn vị nào đăng ký, hình như của Thái Lan nó đăng ký mất hay sao, mình không cái đấy phải search trên Google. Đây các bạn đấy. Lần trước mình đã chụp ảnh của chú gửi cho mình rồi, nhưng mà hôm nay thì mình được cầm tận tay trực tiếp luôn. Đây là đăng ký nhãn hiệu, cái chữ và cái tên Quế Nghịch. Và bên này thì cũng có ghi đây là giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của bạn Nguyễn Văn Quế đấy. Đấy, đây là của mình, tên và địa chỉ của mình. Còn đây là cây chôm chôm, trong vườn mình được khoảng 9-10 cây rồi đấy, mình không nhớ chính xác lắm. Ăn rất là ngọt. Có những cây ôi con cóc ngọt lắm, cóc đẹp kìa, rồi như cục vàng luôn. To không, cần xem kia, ôi đẹp không? Dạ có. To béo. Béo nhỉ, nhiều thích không thấy có chứ, thấy đây là mây săn mây đấy quý vị, cái view nhà mình nhiều hôm mây đẹp lắm. Còn đây là quýt và bưởi, thì quý vị các bạn biết là khi mà không phun thuốc sâu á, thì trái quýt và trái bưởi nó sẽ loem ngoem, nó không thể nào bóng đẹp như kiểu mà người ta phun thuốc sâu được. Người ta phun thuốc sâu, phun kích thích, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc diệt ruồi vàng, thuốc diệt nhện đỏ, thuốc diệt cỏ, thứ tùm lum. Đấy, trứng hai chim. Trứng. Khi mà yêu thiên nhiên là chúng ta không bắt là nó đến càng ngày càng nhiều, nó đẻ nhìn thích lắm. Đây là trứng của con chim đấy ạ. Chim gì nó trên cây đấy. Vâng. Đấy, này ông mật đấy quý vị. Không phun thuốc sâu thì ông mật mới ở nhá, còn chúng ta phun là nó ngay lập tức nó bỏ đi liền. Ông nó cực kỳ khiếp nhiều mật thật. Dị ứng với cái thuốc sâu. Nhìn đã không, quý vị, mật nó già. Mật nó già là màu mật nó đen đen, mới cả nó bít lỗ hết này. Còn mật non là lỗ ở trên đó. Rất là nhiều mật. Đây mới đúng là đẳng cấp siêu sạch. Đó. Đây mới chuẩn ong rừng. Ong rừng thu hái ở trên rừng luôn. Nhìn rất là hấp dẫn. Chứ một số cái ong ruồi mà nó làm ở gần đấy. Đây, hai con mèo ban đêm mèo. Là đi tuần tra đuổi chuột. Đang rình. Bắt chuột. Nếu cần hỏi bất kỳ vấn đề gì về phòng bệnh hay chữa bệnh cho gà, cách chăm gà nhanh lớn, cách làm giàu từ nuôi gà hay bất kỳ vấn đề gì, quý vị các bạn cứ để lại comment bình luận cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị nhớ đăng ký kênh, bấm like và để lại bình luận để tạo động lực cho chúng tôi làm video có ích cho cộng đồng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.